đẳng cấp luôn đấy. Quá đẹp luôn. Đây cái này là cái đẹp này. Đây nó chằm lắm đấy. Bao nhiêu tiền nó chưa biết đồng nào. Dăm lô này nó thật là đi đấy, đi khắp khu này chắc lô này là lô đẹp nhất luôn. Hai vợ chồng nó nhịn đói có đà. Dăm tán dày lì luôn. Đẹp. Nó đẳng cấp luôn. Để cabin thôi. Hôm nay mình xếp một xe đào vào làm cho khách đi. Khách mua được lô này vào thì tha hồ đẹp luôn. Đẹp, giá trị luôn. Nô hàng siêu VIP Pro Max cộng 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 đấy. Siêu VIP luôn. Đây hoa đào đây cho ngắm cho bác. Các bác nào ở khu vực miền Nam vào ngắm đào. Bác nào mà vào rảnh vào ngắm đào miễn phí đây. Ngắm đào qua hình ảnh hoa đào đây. Đây là đào thắm nha các bác nhá. Cây đào thắm. Ui cái to không? Ui dồi ôi, đây đi còn ngã nữa này. Gãy đòn. Gãy đòn rồi. Đang live phân live. Đây đẹp chưa các bác ơi? Siêu phẩm đào. Đào có ra 7 loại đào ngoài trên thị trường nhá. Cùng một cây chiều cao như nhau, kích cỡ chiều cao gốc như nhau, nhưng mà còn phải tùy thuộc dăm bóng tán và nụ có nụ xịt hay không. Đây toàn nụ chuẩn đét luôn này. Cái lô này á, đào dăm nó cực kỳ dày luôn. Đây là dăm bó mà nó còn như này. Nếu mà để xòe ra thì cây nó to lắm luôn. Dã man đẹp này. Cái lô này dăm không chê được điểm nào luôn. Dăm dày lì luôn các bác ạ. Lô này dùng một từ xuất sắc. Một xe này chỉ xếp được khoảng 16 đến 18 cây, một khoang chỉ xếp được 4 cây. Cây nó to thế mà. Bao nhiêu tiền một cây thế nó thật là hàng này hết sạch rồi. Hàng này hàng em lấy cho khách lấy cho khách hàng này là lô này lô đẹp nhất đây. Em khẳng định luôn. Lô này là lô đẹp, lô đào này lô đẹp nhất cái vùng này luôn. Đẹp nhất vùng này luôn đấy, khẳng định luôn đấy ạ. Đẹp lô quá đẹp luôn. Dáng long. Một khoang chỉ xếp được có 4 cây thôi. Một xe chỉ xếp được có 16 cây. Tán quá là to luôn đấy. Tán quá to luôn, như cái quýt em đánh khách to như thế mà em còn xếp được ba cây một hàng. Một cây này chỉ xếp được có 2 cây một hàng thôi. Mọi người biết là to nào. Ôi đây họ tớ cái lưới đáy vậy. Đạt ơi. Không bao giờ vỡ được. Không bao giờ vỡ được. Quá là đẹp luôn các bác ạ. Cái lô này nói thật là miễn chê, không một từ gì để chê. Nói thật là không còn một từ gì để diễn tả cái độ đẹp của nó. Tán dăm dày lì luôn. Lô này nhá, đi nói chung là đi khắp cả cái vùng Thường Tín này mới tìm được cái một cái lô như thế này. Bây giờ các bác về nhá. Tầm này bác nào mà buôn đào mà về khu vực này, về Thường Tín hoặc về cả các bác về Nhật Tân, khu vực nổi tiếng nhất, cũng không thể tìm được cái cây đào đẹp như cái lô này. Khẳng định luôn đấy ạ. Bán lẻ không, làm gì còn nữa đâu mà bán. Bây giờ còn nhưng mà cây nó sẽ không được, không có cái lô đẹp như này. Còn nhưng mà sẽ không có lô đẹp như này. Lô này là em đã lấy hết cho khách rồi. Cái lô này xuất sắc luôn. Mình phải đi tìm hơn chục ngày mới tìm ra được cái lô đào đẹp như này đấy. Không phải là đơn giản đâu.
nhiều các bác cứ so sánh cây 7 sao hàng chợ với hàng chọn lọc, hàng xuất sắc, nó khác hẳn nhau luôn. Mà cái thực ra thì mình mua cái lô này giá nó cũng rất là bình dân luôn. Cây đẹp. Cây này đến 200k không? Cây này làm thì đến 200k có 150 thôi. 200k thì 200.000 cây này thì nó lại đắt quá. Thì cứ mà bà chủ vườn này, cứ mà bà ấy này kiếm đấy, nhờ chị nhờ. Cái này các bạn, hỏi cái này có đến 200.000 không đây này. Cái này chỉ hơn trăm. Hơn trăm thôi các bạn ạ. Không đến 200.000 đâu. 200.000 bán lại đắt quá. Đẹp quá. Thực sự là lô này quá là đẹp, xuất sắc luôn. Bác nào quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại em là 0911 451210 giúp em nhá. Cái này đây. Đây. Từ từ đã. Thôi cứ chụp. Phải xuống đây, giữ đây đây, cho thì giữ đây. Nếu thật hơn 100k mình lấy 10 cây được. Lấy hẳn 100 cây, lấy 10 cây là ít thế. Đây có khách hỏi có phải cây này có đến 200.000 không? Mình bảo cây này làm gì đến 200, có hơn 100.000 thì có ông chốt 10 cây đây. Có ông chốt 10 cây đây. Cây này rỡ tán ra hơi to luôn. Đẹp hơn cây mai không? Cây này mà rỡ tán ra để ăn sân, nào với chậu to để ăn sân đẹp. Vừa lấy nốt tụi tôi đi. Cái gì? Đây thì xem xếp xe nào đã. Cái gì cơ? Alo. Em nghe đây. Vâng ạ. Vâng. Năm nay mình chưa đi buôn quất bạn ơi, bận bốc đào rồi. Cây đẹp không à? Một xe tải Bắc Nam chỉ xếp được 16 cây này nhá. Một xe tải Bắc Nam chỉ xếp được 16 cây này ạ. Có bán lẻ không shop? Không bán lẻ bạn ạ. Cây này hết hàng rồi. Bây giờ nếu mà các bạn lấy là chỉ còn hàng khác thôi. Quá đẹp luôn, cho tôi lên đấy. Nó thật lô này quá đẹp luôn. Về sau càng đẹp mà. Này. Bạn Dương Tổng ơi, bạn nghĩ gì mà bạn bảo cái cây này là cây 200.000? Một xe này, một xe tải Bắc Nam của mình chỉ xếp được có 16 cây. Một khoang xe tải vào Nam của mình là một xe tải chạy vào Nam của mình là 28 triệu. Mà mình chỉ xếp được 16 cây thì bạn nghĩ là 200.000 một cái cây này như thế này á? Mà bạn bảo là 200.000 một cây. Nghĩa là 100.000 một cây. Bạn xem một xe là một cây nó to này mà bạn bảo hơn 100.000. Các bạn bỏ 5 triệu ra cũng chưa sờ được vào cây này. To một cây gần bằng cái thùng xe mà các bạn bảo 200.000, 100.000 cái này các bạn bỏ 5 triệu ra đây tầm này các bạn chưa mua được cây này luôn. Đây là người ta bó tán vào rồi, nếu mà xòe tán ra nó còn một mình cây này, nó một thùng xe luôn. Một cái cây của người ta to này mà các bạn vào các bạn bảo 200.000, xong là các bạn hỏi là có thật 100.000 một cây không để mua 10 cây. Các bạn bỏ thử bỏ 5 triệu ra chưa chắc mình đã bán được các bạn đâu mà. Nói thật luôn. Bây giờ đến tầm này mà các bạn bảo giả mình 5 triệu một cây chưa chắc là các bạn đã mua được cây luôn. Còn có mấy cây của đứa em là bán cho mọi người được không? Không, không xếp được cây gì nữa đâu. Cây này to như này. Mày điên à? Tức là còn mấy cây của cái hàng này. Ba cây kìa. Ừ. Cho lốt lên xe cho nó chập một xe chứ còn xếp được cái gì cây này lên nữa. Định là xếp 13 cây này hết 2 khoang rưỡi. Thì
thì là cho cái cây to, cây 8-5 mét này đi. Cái cây 8-5 mét này đi. Thì là sếp nói những cây này làm sao mà sếp cây 8-5 mét được nữa. Đây các bạn nhìn là cây này nó quá là đẹp luôn nhá. Đây là bó tán này, bó gọn cái tán này vào, siết nó chặt hết cỡ rồi nhá. Bó tán siết nó chặt hết cỡ rồi đấy. Còn nếu mà mình khi mình bung tán ra thì nó to dã man luôn. Khi mình bung tán ra tán nó còn to dã man nữa cơ. Một xe là chỉ xếp được đúng 16 cây. Hôm qua mình còn tính là một xe này xếp 2 khoang rưỡi. Hôm qua mình báo với khách là mười mấy cây này mình xếp là hết 2 khoang rưỡi. Mình báo với khách. Nhưng mà ngày hôm nay thì nói thật là lại phải phát sinh thêm xe. Dã man luôn. Này. Năm nay bánh trưng nhân thịt toàn thịt rồi. Thịt vẫn thịt mỡ anh Chiến ơi, chưa thịt lạc. Quá đẹp luôn. Không từ gì diễn tả.